Hello anh em ơi, em muốn lên cái chiếc Louis Ad máy này ngon quá trời luôn nha nè. Đỏ. Điện số 67D1 nha nè, 07693 ha. Đây cái máy nổ em nha. Này nó bị gãy cái chống dựng giữa. Nó không có chống dựng giữa. Máy rất là êm luôn nha nè. Này Louis Ad. Giá cũ này nha anh em 8 9 triệu rưỡi, bữa nay phép bớt cho 1 triệu luôn, còn 8 triệu rưỡi xả hàng cuối năm để anh em có xe đi Noel luôn. 2 chìa khóa, máy chạy bao im luôn. Để phép chạy thử cho anh em nghe nè, mình chạy thử đây chi nè, để mình xem cái xe nó có hú không ha. Hú ý nha, khi đậu chỗ thì nó đâu có tiếng hú đâu, mà khi mà chạy thì nó khác nha. Đây máy này bao luôn nha. Con đô lên đầy đủ nè, không chứ 10m lên đầy đủ nè, không hú hí gì nha. Búa đi vòng vòng hết sảy luôn, thao tác nhanh lẹ, thấy không? Máy chuẩn lắm, 8 triệu rưỡi nha. Máy xe này xả lỗ rồi, mua lỗ rồi các nhé. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Em ru đèn đốm đầy đủ, nhanh còi chớp càng gì không thiếu gì hết. Cái này là kêu là tiền ít thịt nhiều luôn đó. Vừa rẻ vừa bền vừa êm vừa ngon, trời ơi không mua xe nào rẻ như xe đạp điện. 8 triệu rưỡi em xả lỗ luôn nha cả nhà. Mấy bữa trước xả chiếc vi sành này, chiếc vi sành đó, chiếc sành nó bán lỗ 1 triệu rưỡi. Chiếc vi sành mua 12 triệu, cuối cùng bán được 10 triệu 5. Còn chiếc này phép mua đâu cũng 10 triệu mấy vậy. Để lâu quá nữa mà. Kệ xả rồi. Để anh em có nhu cầu để mua ủng hộ. Để hoài nó cũng làm nha. Nó dành vốn mình chứ không làm ăn kinh doanh mà. Lời lỗ bình thường. Chạy phơi lắm anh em. Không phú nha. Nghe đây. Một bọng đồ trước sau là đậm chuẩn, không sàn lắc, không nhảy giật, chạy máy chắc không hú, êm đậm. Còn về bằng nó có 8 triệu rưỡi, suy nghĩ cái thật kỹ anh em thấy rõ ràng là không quá ok đó. Đi là gì đâu bỏ qua được anh em. Rồi, xin cảm ơn.